Ngày 26 tháng 12, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa 9 đã có phiên họp lần thứ nhất sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nghị đặt dưới sự điều hành của Đức Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Hòa thượng Thích Thiện Nhân. Cùng chủ tọa có nhị vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu. Tham dự hội nghị có Chư Tôn Đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký, Ủy viên Thư ký và Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự. Tổng hiện diện là 59 vị. Sau khi Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Chánh Văn phòng 2 Trung ương thông qua nội dung làm việc của Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khóa 9 lần thứ nhất, thay mặt chủ tọa đoàn, Hòa thượng Chủ tịch phát biểu khai mạc hội nghị. Hòa thượng cho biết căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ 7, sau Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 vừa thành công tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức hội nghị lần thứ nhất để thông qua trước nội dung và chương trình làm việc của Hội nghị Trung ương Giáo hội kỳ 2 khóa 9 diễn ra vào sáng mai ngày 27 tháng 12. Theo đó, hội nghị lần thứ nhất đặt trọng tâm thảo luận các nội dung chính như báo cáo tổng kết đại hội chính, ban thư ký trình dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng Trị sự, ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh thành, ban trị sự Phật giáo cấp quận huyện, Chư Tôn Đức trưởng các ban viện Trung ương Giáo hội và phân ban ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương dự trình danh sách nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027. Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đã điều hành phần tiếp nhận ý kiến đóng góp của Chư Tôn Đức đại biểu cho các nội dung được dự trình tại hội nghị. Trong phần thảo luận, Chư Tôn Đức đại biểu đều đánh giá cao dự thảo quy chế hoạt động của giáo hội được phân 3 cấp từ trung ương đến địa phương một cách chặt chẽ. Theo đó, chủ tọa đoàn cũng đón nhận nhiều kiến nghị của Chư Tôn Đức nhằm bổ sung cho quy chế hoạt động của giáo hội được hoàn thiện. Đánh giá chung các kiến nghị đều đúng trọng tâm và mang tính xác thực với tinh thần Phật sự hiện tại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dịp này, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Chánh Văn phòng 1 Trung ương đã trình danh sách nhân sự làm việc tại Văn phòng 1 và 2 trước Ban Thường trực Hội đồng Trị sự để được thông qua. Đúc kết hội nghị, Hòa thượng Chủ tịch ghi nhận và tán dương quá trình làm việc nghiêm túc, trí tuệ của Ban Thư ký Hội đồng Trị sự trong việc soạn thảo quy chế hoạt động của giáo hội. Đồng thời, Ngài cũng đánh giá cao các ý kiến đóng góp của Chư Tôn Đức đại biểu tại hội nghị lần này. Chỉ đạo Ban Thư ký tiếp nhận các ý kiến để bổ sung vào phần thiếu sót trong bản dự thảo quy chế hoạt động của giáo hội, sau đó chính thức trình trước Hội nghị Trung ương Giáo hội vào sáng mai. Hòa thượng nhận định thông qua hội nghị lần thứ nhất đã thấy được tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thống nhất ý chí của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khóa 9. Ngài tin tưởng nếu tinh thần này được tiếp tục phát huy trong suốt nhiệm kỳ, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành tựu tốt đẹp.